Vâng, xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, hôm nay lên nhà của em Quân ấy, cháu Lực có một cái niềm vui rất là lớn muốn nói với em Quân của bác. Vừa rồi thì cháu Lực từ dưới nhà lên thì bảo là em Quân với lại bé Hiếu là đang ở trên nương kia trong sắn ấy. Cháu Lực không biết là em ấy chuẩn bị trồng như thế nào của bác. Bây giờ thì xin mời tất cả các bác cùng theo dõi video và cùng xin mời tất cả các bác cùng cháu Lực đi gửi cái niềm vui đấy cho em Quân của bác nhé. Bây giờ thì xin mời các bác theo dõi video. Ôi, anh chào Quân nha. Là Hiếu nha. Ấy, có cả Hiếu này của bác này. Đi đào sắn à? Thế thấy có cả sắn này. Sắn à? Chào Hiếu nha. Hiếu ăn bánh không? Hả? Đây chú cho bánh này. Đấy, có cả bé Hiếu lên này của bác này. Thế là Hiếu không làm à? Hả? Không ạ. Lên là lấy sắn à? Không, à. Em không lấy sắn đâu. Không lấy sắn đâu á? Thế là lên đây là làm gì? Em đào chỗ này chuẩn bị lấy cỏ voi ra trồng. Đào chỗ này chuẩn bị lấy cỏ voi ra trồng á? Vâng. Ôi chỗ này lấy dây buộc được đây này. Chỗ này cỏ khá là tốt này. Thế phải đợi tối mới dám lấy về. Tối mới dám lấy về à? Vâng. Thế không có trâu để mà ấy à? Bò chưa cày được à? Chưa cày được đâu. Hôm sáng nay em đi hết xung quanh nhà. Không ai cho mượn à? Vâng ạ, trâu của chú thì chú lấy đổi con mới bây giờ không cày được. À, thế là đổi lấy con mới là trâu nó vẫn chưa cày được. Vâng ạ. À. Cháu Quân xin mến chào quý ông bà của chú anh chị ạ. Hiếu, Quân đi làm như này sao không dùng, sao không đội mũ vào? Nóng quá không đội ạ. Nóng quá là không đội à? Vâng ạ. Thế là hôm nay là Hiếu không đi học à? Đây được nghỉ hè. Hiếu ăn bánh không? Hả? À, đây có bánh của chú cho này. Hả? À, ra đây. Lấy đây chú bảo, đây. Đây. Đứng đây làm này. Đây cầm theo cả sắn nữa. Nào Hiếu khanh tay chào con các bạn. Thế là ông với lại bà đi đâu hết rồi? À, bé Hiếu lên đây ấy. Ông thì đi lấy cỏ, rồi thì bà đi lấy châu lợn một mình. Em Hiếu không dám ở nhà. À. Nhưng mà Hiếu không đi đâu chơi à? Không. Hiếu thì có vẻ như là thời gian của bác không có gặp cháu Lực cho nên là kiểu là hơi ngại sao các bác. Nào đây chú xem nào, có ngọt không? Chú xem nào. Sắn đây thì trồng được mấy năm rồi Quân? 2 năm rồi. Trồng được 2 năm rồi. Trồng được 2 năm rồi, quả bé tí này các bác này. Nay thì là hôm trước là đào để cho lợn à? Đây. Cái đấy bị hỏng rồi. Thế cái này là em đào chỗ này hết à? Ui dồi, thế đào chỗ này mà đào hết thì độ tầm bao nhiêu ngày thì mới xong? Thế chắc phải tầm 3-4 ngày một mình ấy. 3-4 ngày? Vâng. Nếu mà có trâu thì 1 ngày. Có trâu là 1 ngày à? Vâng. Thế lại bây giờ thì đất này cũng cứng thì giờ nếu mà đi mượn ấy thì họ cũng không dám cho mượn, sợ em cày hỏng cái cày thì họ không cho mượn. Không ngờ sáng nay em đi hỏi nhà chú, không chú bảo chú bán rồi, giờ chú không cho mượn nữa. Với lại con mới em không cày quen thì không cày được. Thế là bây giờ là không có trâu để mà cày thì mới dùng cuốc để mà cuốc à? Ôi dồi, chứ mà cuốc cả bên này nữa à? Cả bên này nữa thì chắc là cuốc độ tầm bao nhiêu ngày nữa. Ôi dồi, tít bên kia mà. Thế này thì bây giờ nếu mà dùng cái máy cày, cày thì có cày được không? Có. Cày được à? Vâng. À. Cùng với lại Quân làm một chút nữa thì cho Lực sẽ nói cái niềm vui tới cho em Quân sau các bác. Cái này thế là vừa đào sắn lại vừa cuốc luôn à? Ôi rồi. Hiếu ăn được không? Sắn lên được không? Thế này chú xem là con được không? Nào đây.
Bánh không? Hả? Bánh không? Không ăn à? Đấy, bảo là cho bánh không là lắc đầu không ăn cô bác. À, một tí nữa là cho hiếu sâu vậy. Ra đây chú xem nào. Ra đây xem nào. Ra đây em xem nào. Ra đây, này, ngồi xuống nào. Ngồi xuống nữa. Ngồi xuống. Cô biết là sắn này là ăn nó có bị say không Quân? Lá chuối. Sắn lá chuối á? Ừ. Nhưng mà ăn có bị say không? Không. Ăn nhiều mới say. Ăn nhiều mới say à? Bây giờ đây làm miếng sắn này, một tí cuốc xong. Thế là đây là vừa lấy rau cho lợn luôn à? Nào Quân đây, Quân để thử một đoạn nào. Hiếu này. Ăn không? Hiếu chắc không ăn đâu này. Em lấy tay rồi. Ừ, chả đây à. Khá ngọt đấy. Đoạn này mới ngọt. Nhưng mà ăn nó vẫn phải nhả bã không? Ăn nhiều say ạ. Này thì trồng được tầm 2 năm rồi à? Năm 2 năm sau quả bé đấy. Đây là lúc trồng vẫn bón phân xong rồi nó lớn thì phân 2 lần chắc không quả to được. Quả wow, phân 2 lần không quả to được à? Có vẻ như là vào cái mùa này thì ăn sắn nó rất là ngọt đấy. Còn giòn nữa chứ. Người ăn xong là vẫn phải nhả bá nó chứ không là không được á. Để đây cho lợn nhá. Để đây à, đây à. Thế là ở kia là hôm qua Quân đào được một ngày rồi à? Anh thấy kia có thể đào không? Thế là đào sắn à? Ê Quân à, với lại Hiếu là ra đây lâu chưa? Ra lâu rồi. Ra lâu rồi à? À thế để anh hộ một chút cho. Nhưng mà nếu mà bây giờ nó đất cứng như này thì liệu mình dùng máy cày thì có cày được không có đất này ấy? Có. Dùng máy cày cày được à? Có mỗi ở cái cuốc này nhỉ? Thế mà có. Nhà thì có cái cuốc nào không? Cuốc nhà em hỏng rồi. Cuốc... Thế cuốc này là cuốc mượn à? Quân chia sẻ rằng là nếu mà để mà cuốc như cuốc như thế này cô bác ơi. Ui rồi. Hỏng rồi. Đi chạy đi lấy dao về sửa thôi. Không có được không? Cuốc phát là học luôn gáy luôn rồi, gáy luôn rồi cô bác. Có vẻ như là khỏe có ít nào ấy. À ra đây. Ra đây, ra đây nóng quá. Ra đây chú bạn. Ui. Đi ra đây lâu chưa? Hả? À, lại ngồi xuống này. Ra đây lâu chưa? Ăn bánh không? Chú cho bánh nhá. Chú lấy bánh cho này. Đấy, này. Không ăn á? Ồ, sao lại không ăn bánh? Đây, chú cho, chú bóc cho. Chú cháu mình ăn mấy người một miếng nhá. Nhá, không ăn á? Mày bảo là không ăn bánh các bác ạ, chắc là vừa mới ăn cơm no. Hay để đây một tí nữa ăn thì bảo chú nhá. Chú cho nhá. Nào xem nào, mỗi xinh gái đây nhỉ. À, chú bé nè. Bé. Hai. Chú bé gái. Sao mặt buồn đấy? Hả? Sao mặt buồn đấy? Anh Quân nói gì sao mặt buồn đấy? Ừ. Hay là đói rồi? Chắc là không đói đâu, cho bánh nhưng mà không ăn. Nào, Hiếu khanh tay chào các bạn đi. Đấy. Vậy Quân lại đi mượn thêm một cái cuốc về của bác ạ để cho hai anh em đào nó sẽ nhanh hơn. Chỉ có đào một chút thôi. Ở đây là Quân là gọi là chỉ đào sắn thôi nhờ. Gọi là
vừa đào sắn để mà vừa đào chỗ đất để mà lại tiếp tục trồng vụ mới luôn các bác ạ. Không có trâu thì cũng rất là khổ các bác ạ, không có trâu để mà mình làm ruộng làm nương đấy. Hầu như là trên vùng cao thì cháu Lực nghe một cái câu ấy, người ta nói rằng là con trâu con bò là đầu công nghiệp. Nếu mà giờ mà có các bác mà mua bánh cày cho Quân thì Quân có thích không? Em có. Có à? Nhưng mà có bánh cày xong thì là em có tiền để mua dầu không? Có. Có à? Nhưng mà em đi làm cách nào để mà có được tiền để mua dầu? Là lấy tiền đấy để đi mua dầu luôn à? À. Úi dồi. Đất này thì khá là cứng luôn đấy nhỉ. Thôi, anh nghĩ là cái cuốc này không cuốc được rồi. Để anh làm lại tí đó. Một ngày mà Quân cuốc thì sẽ được tầm độ bao nhiêu? Hết chỗ này không? Chỗ này hết được đâu. Đây là... hết chỗ bên này không? Không hết được đâu. Bây giờ lại phải cuốc xong rồi về nhà lấy dâu lợn. Là về nhà lấy dâu lợn à? Vâng, lấy cây chuối bà không vác được. À. Thế thì thôi anh em mình làm mà nốt thêm tí nữa thì về. Nhưng mà anh có một cái niềm và một cái tin vui muốn nói cho Quân ấy, thì là Quân muốn nghe không? Có. Có à? Vâng. Như là? Ôi đây có quả sắn to này. Cái này nếu mà để ông bà Quân lên cuốc thì cháu Lực nghĩ là cuốc không có được cô bác, đất này thì còn rất là cứng. Hiếu lấy cái này đi cho lợn không? Ha, cầm đi đi, cầm đi về đi. Nhìn mặt của bé Hiếu thì rất là lì đấy cô bác ạ.
ở đây thì sẽ tạo theo cho em ấy một cái như kiểu là cái thói quen, cái sự lì lợm của bé Hiếu đấy cô bác. Sau này sẽ không có ai bắt nạt được. Mú này ai mua cho ấy? Hả? Biết không? Đấy đây. Cái này thì để cho lợn ăn thì lấy có phải lấy nghiền ra không? Lấy phơi khô. Đây phơi khô à? Trong mới nghiền. À đây đây có một quả đây. Đào đây Quân, này. Đây. Thối sao nhỉ quả đấy? Thối rồi. Đấy, vừa rồi thì cũng là cùng em Quân là đào trước kia một chút rồi cô bác. Đấy, tuy nhiên thì chắc là trước là bà là đào cũng gần hết sắn rồi nhờ. Chỗ đấy. Đấy, hôm nay thì đào đến thế thôi nhá. Vâng ạ. Và ngày mai thì sẽ không có đào nữa. Vâng ạ. Đấy, lý do tại sao mà anh nói với Quân là không có đào nữa thì tại vì là anh có một cái phần quà và muốn dành tặng cho em Quân. Vâng ạ. Nhá. Vâng ạ. Đấy, thì bây giờ thì anh cũng chưa nói với Quân là cái phần quà đấy là phần quà gì. Đấy, anh chỉ nói với Quân là có một phần quà là bà bé là bà muốn gửi cho em. Đấy, khi nào mà phần quà đấy có rồi thì đến lúc đấy thì em sẽ biết nhá. Đấy, bé Hiếu thì vừa đi về nhà trước xong lại lên rồi cô bác này. Cầm Hiếu lên đây là lấy sắn à hả? Hả? Phải không? Phải không? Lấy sắn đi. Ồ, mình mấy cái tức quà nó. Cầm bè lên mình đi, hốc ăn đi. Đấy đây làm gì? Đấy, chắc là thấy anh em mình ở trên này là lên thôi. Đấy, ở dưới nhà thì chắc là không có ai ở nhà. Đấy, thấy Quân ngồi thế này thì cũng học theo ngồi nha. Đấy, còn là bây giờ thì chắc là anh em mình đi về thôi nhờ. Đấy, đào đến thế thôi thì không phải đào nữa nhá. Đấy, phần quà thì chỉ có bật mí cho em Quân biết trước một chút thôi cô bác, để cho em Quân biết là cái sự hồi hộp đấy thôi. Còn để mà đi vào rồi thì cháu Lực sẽ cho em Quân là biết thêm. Cái Quân thì anh nói thế thì có cảm giác như là hồi hộp không? Có à? Nào đi đi cẩn thận Hiếu nhá. Đi, tay bé nào. Ồ, cắn nếp về. Nhặt đi. Đây. Cái sắn đấy thì mình lấy về thì có phải là băm ra nữa không? Có phải băm ra à? Băm ra để cho lợn à? Đấy, có vẻ như là nhìn thấy từ xa thì thấy là ông Quân là đang ở tít dưới kia là lấy cỏ ấy. Thế cái cuốc này là mượn của nhà bác thôi à? Đấy, đi về cẩn thận Hiếu nhá, đi xuống cẩn thận nhá. Chỗ này thì rất là trơn. Ây, ê. Quân này, Quân này, ra đây bé Hiếu đi xuống đi. Ôi ôi. Chỗ này nếu mà có mưa phùn mà chắc là đi không có được đấy. Bởi vì nó trơn quá, nó không có như kiểu dạng là nó toàn bùn nỗi. Bé Hiếu đi cùng Quân ấy, chỗ nào mà đi không được ấy thì là Quân là dùng cống bé Hiếu đi luôn đấy. Tóc
quăng nhau phát này, quăng nhau phát này. Đây, cầm cái cuốc này đi cất đi. Bây giờ về. Đấy, cầm cuốc đi cất đi. Cầm cẩn thận nha. Cầm cẩn thận nha. Để đâu ấy hả? Để đâu? Để đây à? Nào, để đây. Nào, để đây. Đấy, vứt đây đi. Thế là về nhà thì cũng không có ai ở nhà cùng nhỉ. Nào, ở đây chú xem nào, chú xem nào. Nào, chào các bà đi, khoanh tay. Con chào các ông các bà. Sao lại đội mũ này, đội mũ này đấy. Các ông các bà nhìn mặt kiểu gì? Ai ạ, ai ạ. Đấy, trông như kiểu là cái mũ mà đi lính nhỉ. Nào, khoanh tay lại, chào lại. Con kính chào các ông các bà. Rồi, hôm nay thì Hiếu với lại anh Quân ở nhà làm gì? Ở kia kìa. Ở nhà kia kìa, là đi đào sắn à? À, thế ông đâu rồi, bà đâu rồi? Bà đi tỉnh chơi. Bà đi đâu? Đi tỉnh. Đi lấy rau lợn à? À, thế còn ông? Ông đi qua. Ông đi... Ông đi đâu? Đi cờ. À, ông đi cỏ. À, ông đi lấy cỏ bác ạ. À. Ông đi cỏ. Thế Hiếu có ăn bánh không? Chú lấy bánh cho nhá. Không ăn bánh nhá. Ăn bánh nhá. Chú lấy bánh cho. Nào, đây chú lấy bánh cho một cái ra đây. Đấy. Đứng đây nhá. Chú lấy bánh cho. Đây, chú lấy bánh cho. Đây. Đấy, cháu xin. Cháu xin. Rồi. Đấy, ăn đi nhá. Đấy, bóc ăn đi. Bé Hiếu thì cũng rất là tội nghiệp cô bác ạ. À, bé Hiếu thì được được hơn là một tháng. À, mẹ ở cứ xong thì đã bỏ đi luôn. Bỏ đi bé Hiếu đi không cho, không lấy bé Hiếu để mà đi theo luôn. À, còn không biết là bây giờ mẹ là đang ở đâu nữa. Đây, có cần một chú bóc cho không? Hả? À, đây, có cho giúp đỡ chú bóc cho không? Ra đây chú bóc cho này. Đấy, ra đây chú bóc cho. Đừng có nghiền nát tí nó cầm cái gì. Đây, đấy, ăn đi. Con mời công các bạn bánh. Nhìn đi xuống dưới kia. Con mời các ông bà ăn bánh. Rồi, ăn đi. Cho chú xin một miếng không? Hả? Xin một miếng không? Đừng có bóp nữa. Đừng có bóp nữa nào, chú bóp ra cho. Đấy. Cho chú xin một miếng. Cho không? À, cho bác ạ, cho nhưng mà bảo là tự lấy. Rồi, đi cho anh Quân một miếng đi. Đi cho anh Quân một miếng đi. Cho anh Quân một miếng xong rồi hỏi anh Quân là đi đâu. Anh Quân với Hiếu thì là hai anh em mà cùng cha khác mẹ của bác ạ. À, nếu như các bác có theo dõi được từ đầu lên thì cũng đã biết ra cái cuộc sống của Quân với lại của bé Hiếu rồi. Quân không lấy à? Ôi rồi đây này có bác này, đi nước thì bây giờ có một tí tí thôi. Nước này thì là không phải nước sạch đâu nhỉ, nước này ấy. Ôi làm lại cái chuồng này à? Cái này à? Chuồng của mày bé đi ăn á? Cái Quân là bây giờ đi lấy củi hay là đi đâu? Đây kia là cái chuối à? À. Đây là lấy cái chuối này là cho lợn đấy nhỉ? Hầu như là cái thức ăn chính của lợn đấy cô bác thì là thân cái chuối là nhiều. À, bà thì có vẻ như là đang lên trên này không biết là làm gì đâu cô bác, cho được thịt xem. Hôm ngày phô nè, 6 tháng 5 á. À. Bà là đang ở trên kia là vun lạc cô bác ạ. Này này. Hôm nọ thì là nhà Quân là trồng lạc ở đây. À thế là vừa rồi bé Hiếu cứ nghĩ là bà là đi lấy rau lợn thôi đấy. Sắc xuân nào bà phò nè, nói thật ra. Khu á? Ồ. Từ đây sang bên kia của bác này. Là vẫn còn chưa thấy là vun hết. Có vẻ như là có
cỏ, có cây cỏ dại khá là nhiều. Cẩn thận nha, đè nha, đè nha, cẩn thận nha. Đấy rồi. Cái này là chặt mỗi lần chặt là chặt một cây đấy chứ hay chặt bao nhiêu cây? Chặt một cây thôi à? Thì còn là cái lá này chắc là để cho bò thôi nhỉ, lá này. Quân chặt xuống đi, xong rồi đừng để nó cho nó đè xuống ngô, không mà chết ngô chết rồi. Cái nhà Quân thì có vẻ là xung quanh nhà thì cũng trồng mà rất là nhiều cái chuối này thôi nhỉ, cái chuối ấy. Ôi, từ cuốn này, từ cuốn này, tí nó hỏng hết cả cái cây này. Một cây như này thì lợn ăn được tầm bao nhiêu ngày? Một ngày dưới á? Thế nhưng mà cho nó ăn nguyên thân cây chuối à, hay là cho nó ăn thêm cái gì nữa? Là cho cả ăn đêm cả lá rong nữa à? Để đây xong rồi bây giờ mới bóc ra. Cái lá này thì là cho có cho lợn luôn không hay là cho bò? Cho bò thôi à? Đấy, mong sao là trong một thời gian nữa thì lợn nhà Quân thì cũng có béo tốt lên cho để không cho uổng công những trong thời gian qua Quân với lại ông bà là chăm sóc. Ăn hết chưa? Hả? Ăn hết chưa? Sắp hết rồi nhỉ? Có ăn thêm nữa không? Hả? Không á, không ăn nữa à? À, chỉ lấy một gói thôi à? Bánh là ai cho? Hả? Ai cho Hiếu ấy? Có phải chú cho không? Gật gật đầu à? Không nói được à? Hiếu thì có vẻ như là không còn nói chuyện mấy cô bác ạ. Lúc nào vui vui thì mới nói thôi. Em còn là rất là thuộc dạng như kiểu là rất là ít nói. Cái nhà của Quân thì hôm nay cái này là ai hôm nọ ai làm ấy? Quân làm à? Thế là nó bị làm sao mà làm chỗ này ấy? Bây giờ tại vì lúc mưa gió thì nó mới nhiều. Thế là trong cái khoảng thời gian này là vào mùa mưa cho nên là Quân là phải chống thêm cái cột này vào à? Chứ không là nó bị đổ đấy nhờ. Rất là nguy hiểm các bác ạ. Mặc dù là cái ngôi nhà của Quân ấy thì cũng được là bố của Quân là mới làm cách đây độ tầm là 3 năm thôi. Nhưng mà tuy nhiên thì ngôi nhà cũng được làm bằng sơ sài thôi các bác. Làm sơ sài đó cũng gọi là không có chi li và tỉ mỉ tốt lắm. Nhưng cái phần cửa bên với phần gọi là phần tấm cây tre này các bác này đan lên thì cháu được nhìn thấy là cũng đã mọt hết rồi. Chỗ này thì đã thay lần nào chưa từ lúc mà bố em làm ấy? Vẫn thay rồi. Vẫn thay rồi à? Vâng. Thế là trước là lập bằng gì? Chứ là vẫn là lập bằng tre thôi. Chưa là lập bằng tre á? Có vẻ như là bị mọt nhiều quá rồi là phải thay là một lần rồi. Chứ là thay chỗ này không có tre, mình lấy pô rô để lấy pô rô để à? Vâng ạ.
Cái thời gian mùa đông vừa rồi thì ở trong cái ngôi nhà như vậy thì phải nói là rất là lạnh lẽo cô bác ạ. Đến mùa hè thì nó sẽ hơi se se mát vào lúc mà buổi chiều tí, nhưng mà toàn lúc mà thời điểm mà nắng nóng thì ở trong nhà thì cũng rất là nắng nóng cô bác ạ. Ở trên cái phần trần đấy thì cũng không có làm trần gì cả. Và đằng sau thì cực kỳ là chỗ này thì chỗ lực cực kỳ là nguy hiểm các bác ạ. Chỉ sợ rằng là thêm một thời gian nữa khi mà mùa mưa mùa bão tới các bác thì đằng sau này sẽ bị sạt hết luôn. Chỗ này là mỗi lần mà chỗ lực lên thì là có vẻ như là sạt là thêm một chút. Trước thì tản ly của nhà em thì chắc là đến đây thôi nhỉ? Đến chỗ này. Đến chỗ này á? Vâng. Thế là còn là những chỗ này thì là bị sạt vào à? Vâng, trước hót một lần. Ồ. Ở đây thì hiện tại là đang còn vào mùa khô đấy các bác. Bây giờ thì càng hót ra thì nó lại càng sập xuống. Nó lại cứ kiểu đổ đổ thành cái hùm như kiểu dạng bên này này các bác này. Đấy. Cái dùng như hùm như kiểu dạng bên này này. Chỗ này thì độ tầm là một thời gian nữa thì chắc là cũng bị gọi là bị lở xuống đấy. Chỗ này thì nó thuộc dạng là cái đất đỏ ấy, cho nên là nó bị lở rất là nhiều. Đi, đi, đi Hiếu. Đi kia sập xuống đi. Ở nhà thì anh Quân đi đâu là đi theo đấy. Hỏi bảo là lấy bánh không thì là không có muốn lấy nữa không á. Quân là lên nhà thêm lấy thêm cái gì à? Cái bà thì vừa rồi chắc là đi lấy rau lợn về rồi nhỉ? Anh thấy là ở trong cái kia là có một cái xô rau lợn. Là bà thì gọi là lấy rau lợn về còn sớm không á. Là tiện thể là tranh thủ là cầm mà cuốc để mà lên trên làm nương làm ruộng cũng như đi vào là gọi là vun vun lạc. Hiếu thì thấy chắc là không lên trên rồi nhỉ, chắc là vẫn không biết bà ở trên đấy Hiếu á. Vâng ạ. Cái chỗ cỏ này thì là cái này thì Quân dùng để làm gì cái này? Đấy để trồng ạ. Để trồng á? Cái này thì lấy tận đâu về? Đi họ lấy ạ. À thế là vừa rồi em định cuốc trên kia là dùng cái này để mà đi trồng à? Vâng ạ. À. Nhưng mà cái này thì liệu nó còn trụ được tầm độ 3 ngày nữa không? Đây bây giờ phải cho nó lại chết nó lại sống lại mới trồng đi trồng là nó mới lên luôn. Chết nó lại sống lại à? Vâng. À. Thế nhưng mà có lấy ngâm qua nước gì không? Để không. Không á? Rồi, vào đây, Hiếu. Một cái cậu bé mà năm nay mới có 14 tuổi rồi các bác. Quân thì vài tháng nữa thì mới lên đến tầm độ 15 tuổi các bác ạ. Đấy, nhưng mà 15 tuổi, có thể nói là 15 tuổi đấy các bác. Thì 15 tuổi là phải gánh vác một cái gia đình rất là lớn. Ở đây thì còn gia đình là còn ông với lại bà, lại thêm là bé Hiếu nữa. Còn bố mẹ thì cháu Lực cũng không có nhắc lại thêm đâu các bác. Số phận của Quân thì phải nói là cực kỳ mà gọi là như kiểu tuổi thân đâu các bác ạ. Lúc mà vừa mới sinh ra là được Quân là được 40 ngày. 40 ngày là mẹ đã bỏ đi. Xong là lúc đấy thì hoàn toàn là lớn lên bằng cái sữa mẹ. Lớn lên bằng cái sữa ông thọ đấy các bác. Chứ không phải là bằng sữa mẹ nữa. Tại vì là 15, 14 tuổi mà nhìn trong cái dáng rất là gầy gò và rất là ốm yếu. Trong thời gian khi mà cháu được xuống chia sẻ thì cũng được các bác là quan tâm yêu quý tới em Quân. Thì đến thời điểm hiện tại thì Quân cũng gọi là những con vật nuôi và thậm chí là còn có cái số tiền quý làm nhà cũng rất là lớn. Trong thời gian tới thì cháu được cũng rất là mong sẽ được sự đón nhận của các bác yêu quý em Quân với lại bé Hiếu lại thêm là ông bà nữa giúp đỡ cho gia đình để có một cái ngôi nhà khang trang, ngôi nhà ấm áp hơn để ở. Cháu Lực thường gọi em Quân là một mình là nuôi tới 4 miệng ăn. Đấy. Hàng tháng thì ông bà cũng được là một chút về phần là tiền là trợ cấp. Cũng trợ cấp này thì là thứ nhất là gia đình hoàn cảnh khó khăn và thứ hai thì ông bà là già, ông bà là lớn tuổi rồi không có làm được việc ấy cô bác, thì bên xã bên chính quyền người ta mới cấp cho em Quân. Vừa rồi thì anh thấy là bà là đang ở trên kia là vun lạc ấy, thì là một tí nữa Quân có lên hộ không? Có lên hộ bà. Thế là có cuốc không đến thì hai anh em mình cùng đi làm một chút nhỉ.
Hiếu thì có đi không? À. Cái cuốc to như này thì liệu có cuốc được không? Hay là quân sửa lại cuốc đi. Quân sửa lại cuốc thêm một chút, kêu thêm một cái không? Nhưng mà cái cuốc kia thì khá là, cái cuốc này thì khá là to, không biết là liệu có vun được không? Không lấy à, cái này à quân? Lấy cái gì hả Hiếu? Đi đâu? Hả? Đi đâu? Hai bàn tay của em đây, em múa cho mẹ xem. Hát đi. Biết hát à? Hả? Mày Hiếu có biết hát không? Biết hát không? Đào đưa đây. Ấy á, đi làm gì đây? Răng khỏe à? Hiếu thì răng cắn cái cây gỗ này này. Cẩn thận nha, thì ngá nha. Đấy, nào, không có làm thế. Quăng nhưng mà phát bây giờ. Ấy á, còn đòi đá nữa cơ. Ui. Đi đi nhặt đi Hiếu, từ từ đã, đi đi nhặt đã, cho bé Hiếu đi xuống nhặt đã. Đi đi nhặt đi. Hả? Không dám đi à? Sợ sợ lợn à? Nhưng mà cuốc thì có một cái rồi à? Vâng. Có một cái này thì tí làm sao mà làm là tí thôi, thì tí đi thay nhau làm vậy. Cứ đi nào. Đúng rồi, đi ở nhà. Cõng chú lên đi. Ấy á. Không đợi nữa. Không đợi về Hiếu nữa. Chắc là không đi được đây đâu Hiếu ơi. Đi được không? Đi đi ra đây, ra đây xem nào. Thế ra đây xem nào. Đi được ra đây xem nào. Có đi không? Ra đây, bế luôn. Mà đây, mà đây. Mà đây ạ. Mà bế đây. Thôi kệ đi, cho đi sau nữa không bế. Nhưng mà kệ thì cũng không có được các bác ạ. Em ấy muốn đi theo ấy. Thế này. Clip được. Đi. Cẩn thận nha, mát nha. Đi đường kia, đi đường kia, đi đường kia. Khắp bé à? Khắp bé à? Vẫn phải kéo ra đây, vẫn phải bế em ấy lên. Quân thì đi trước rồi nha. Đi nãy nãy đây mà bà đây mà. Mát nè, mát nè. Ui, cái này thì cuốc to quá nhỉ. Mà là sọt yếu chứ không phải không? Cái này là, lạc này là vẫn phải vun như kiểu là vun vun ngô ấy nhỉ. Lúc vun như này thì có phải cho đạm gì không? Không à? Thế là cứ thế mà vun thôi à? Thế là chỉ là vun cỏ thôi đúng không? Đây, mới ngày nào mà mới trồng thôi nhỉ? Đến hôm nay thì lại tiếp tục được à, vun lên rồi đấy. Thế hầu như là đến cái mùa vụ là làm đấy cô bác, là không có thời gian để mà ngừng nghỉ luôn, phải chăm sóc các cái cây liên tục, phải đi nhổ cỏ liên tục như này thì mới có được những cái cân hạt lạc này, hạt đậu này, hay là những bào ngô, bào thóc này. Nhiều quá chắc phải đánh nhổ đây nhỉ. Đấy cái gì hả? Đây cho chú xem nào Hiếu.
quả gì đây? Đi đâu nhặt cái bi về hả? Hiếu thì độ tầm là 3-4 năm nữa mới làm được đấy. Nhồi nhồi đây này, Hiếu, nhồi nhồi những cái này này đấy, nhồi nhồi đi. Hay nhồi đi. Hay giỏi quá, nhồi đi. Đấy, Hiếu đây cũng cùng bà để mà nhổ được không á? Này Hiếu ơi, nhổ đây này Hiếu. Hiếu nhổ đây này, đây mới có nhiều này. Mày lóc này này chứ mày lái ạ. Đây nhổ đây này, đây mới có nhiều. Cái gì? Đấy nhổ đi. Thỏ tu ra à? Cứ thỏ tu mà. Ồ. À, thế là vừa bảo là đừng có cuốc chúng em nhá. Đấy nhổ đi. Đấy mới có 3-4 tuổi thì đã tập tành cho làm ruộng nương rồi. Sau này lớn lên thì lại biết làm rồi. Đấy vì sao mà những cái vì sao mà các bạn nhỏ trên vùng cao biết làm ruộng nắm nương rất là sớm đúng không á? Bé tí như này đã phải cùng bố này, cùng mẹ này hay là cùng anh, cùng chị đi vào nương để làm rồi. Đi ra kia. Một phát bây giờ đi ra kia. Nhổ chỗ khác đi. Đâu? Đấy, nhổ từ đấy. Đâu? Bùa. Bùa làn nó đứng, nó làn nó đi cao. Làn nó ngoài bì. Đấy, Hiếu về nhổ nhanh lên nhá. Tí, tí, tí cho bánh nhá. Nhá. Xiu. Xiu. Muốn này ai cho? Biết không? Còn nhớ là ai cho không? Này. Đúng là quay đi ra bên này nhổ Hiếu. Quay ra bên này nhổ. Quay ra nhổ. Nhổ đây, nhổ đây, nhổ đây, nhổ đây. Đây này, nhổ đây. Nhổ đây, nhổ đây, đây tí tí cho bánh, đấy nhổ đây. Trẻ con thì phải nói gạ gạo một tí thì mới làm đây cô bác. Nhổ đi tí cho chú cho bánh nhá. Ăn bánh không? Ăn à? Đấy, bây giờ thì bắt đầu ăn rồi đấy nhờ. Đấy thì bảo là ăn hay không ăn đâu. Nhổ đi tí chú thưởng cho một gói bánh nhá. Vâng. Vâng. Rồi. Vâng ạ. Vâng ạ. Vâng ạ. Rồi. Nhổ đi tí chú thưởng cho một gói bánh. Cho giờ ít biết mày mới có giặc nhắc cái đấy chứ mẹ có đẹp chứ thải á có biết làm không đừng có nhổ cái này nhá biết chưa biết rồi ạ nói ôi dạ ôi giời ơi ôi giời ơi bây giờ thì thưởng cho Hiếu là một gói bánh nhá. Chúng xem là còn bánh không, nếu mà còn bánh thì thưởng cho, không còn thì lần sau mới. Đây. Đây, thưởng cho một gói bánh nha Hiếu. Lấy không? Đây này, Hiếu ơi. Hiếu à? Hiếu à vâng ạ. Vâng ạ. Xin, khoanh tay xin. Xin ai? Xin chú. Cháu xin chú. Rồi đây. Không rõ. Anh à biết cắn á. Biết cắn á, nhét rồi cắn á. Biết cắn á. Có chia cho bà không? Có chia cho bà không? À, đi ra kia chia cho bà đi. Đấy, đi ra kia chia cho bà cái đi. Đấy. Sáng nào mày hiểu. Đấy. Đấy. Ta cầm ra kia để cho bà đấy các bác nói chia. Hôm nay thì đi xuống với em Quân đấy các bác. Thì muốn vừa rồi thì cũng nhắn nhủ cho em Quân là một cái tin rồi đấy, nhưng mà chỉ gọi là nhắn nhủ thôi chứ nó lực cũng chưa có bật mí hết được. Đấy. Không có thể bật mí cho Quân được để cho em Quân là có cái sự mà hồi hộp với cô bác ạ. Đấy, có lẽ là cái thước phim này thì cũng khá là dài rồi.
Đấy, chắc là cháu Lực cũng xin được ghi hình tới đây được không bác? Ghi hình dài quá thì xem ghi hình dài quá thì cũng chỉ toàn là bây giờ là chỉ có là vun lạc thôi. Đấy, đây thì ra kia thì còn một thửa bé tí. Thì có lẽ là bây giờ cháu Lực cũng xin được là kết thúc cái thước phim này thôi cô bác ạ. Và cảm ơn các bác đã yêu quý cháu Lực, yêu quý những hoàn cảnh mà cháu Lực đi chia sẻ. Hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở sau tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Chúc quân chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị ạ. Nào, khoanh tay chào tạm biệt các ông các bà. Con chào tạm biệt các ông các bà. Con chào tạm biệt biệt các ông các bà. Các bà. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Mm-hmm.